Ok, và cho nên em là chưa biết thì tối thứ bảy tuần này thì mình sẽ có tổ chức event đấu trường chân lý ở trên Nonola này. Thì cái link phòng của mình tổ chức thì mình sẽ để ở phía dưới phần bình luận và mô tả nha anh em ơi. Tối thứ bảy tuần này nha, lúc 7 giờ nha. Thì anh em chơi top 1, top 2, top 3 đều có quà cả. Và những anh nào chỉ xem thôi, không cần chơi, tương tác với mình cũng sẽ nhận được kẹt điện thoại 50 đến 100 và cùng rất là nhiều phần quà khác nha. Nếu như em nào có muốn tham gia thể đừng quên bấm cái nút theo dõi trên đây nha, và online đúng lúc 8 giờ ở lúc 7 giờ tối thứ bảy nha em ơi, thì mình sẽ mời những bạn online trên kênh nha. Ok, và chúc anh em CV đều vui vẻ. Hello tất cả anh em nha, và chào mình đã quay trở lại với kênh của mình là Bisugi đây, và chào mình đã quay trở lại với cái series mà Bisugi chơi đấu trường chân lý này anh em ơi. Thì tiếp tục quay trở lại với cái series này và cùng những cái giáo án phải nói là chất lượng nhất của mình nha anh em ơi. Thì hôm nay mình sẽ bất chấp mình roll Viga 3 sao ở ngay level 6 nha. Bất chấp ở đây là mình không có lên level luôn nha anh em ơi, là level 6 mình cứ dùng tiền lãi để mình roll mình kiếm con Viga 3. Con Viga 3 mà lên được á thì level mấy nó cũng không là quan trọng nha anh em ơi. Không là quan trọng là level mấy nữa. Mà chủ yếu á là anh em có gặp những cái tem tem bạn cũng như là giác vàng hay không thôi, như là mãnh thú với độc giác vàng thì cũng hơi mệt đó. Cũng hơi mệt thiệt sự đó, hay là lửa giác vàng cũng hơi mệt đó. Mong là không gặp tên nào giác vàng thôi. Chứ Viga 3 sao level 6 thì mình nghĩ là có nhiều anh em cũng không tin, nhưng mà hôm nay thì mình làm cho anh em tin luôn, ok chưa. Mình không biết là lên được hay không, nhưng mà lúc đầu game thì đánh quái thì rớt cho mình một cái Neko này mà nó cũng gọi là khá là hơn đó. Cho mình quyết định là mình làm luôn đó, chứ nó không rớt ra Neko thì làm cũng hơi khó. Nhất là khi mà có ai kết con Viga của mình thôi, chỉ cần kết 1 đến 2 con Viga thôi thì cái tỷ lệ mà ra Viga 3 sao ở ngay level 6 á là phải gọi là cực kỳ khó rồi. Nếu mình nhớ không nhầm thì con 3 tiền thì nó có 16 hay là 18 con à, tầm tầm đó anh em ơi. Và tỷ lệ mà roll Viga 3 sao tướng 3 tiền ở level 6 á là chỉ có 30% thôi, cực kỳ thấp luôn. Lên level 7 là lên là 35 hay sao á, mình nhớ là vậy. Nhưng mà roll level 6 cho nó hấp dẫn anh em ơi. Đấy, nó phải gọi là như thế. Cố gắng lên nha. Lúc đầu thì mình cũng có một cái khởi đầu phải nói là khá là thuận lợi với cái hệ cây cối tự nhiên này. Nhưng mà mãi mới lên được con bao cây 2 đó em ơi. Chứ lúc đầu toàn 1 sao không à, toàn 1 không. Và mình đi chợ anh em, thì mình sẽ lấy nước mắt thôi nha. Nếu mà có thì vàng thì mình lấy, còn không thì mình sẽ lấy nước mắt thôi. Dùng đồ cho Viga xin đời ra này. Mình đang có một cái thìa vàng với một cái nước mắt. Mình nghĩ là mình sẽ ghép cái phù thủy cho con Mayaha luôn, cho nó gánh tiền lúc đầu game này mà. Đấy, cái này là mình đã tốn hai cái nước mắt rồi á. Nhưng mà không sao, tại vì nếu mà muốn roll Viga 3 ở ngay level 6 á thì anh em bắt buộc phải có gì không? Anh em bắt buộc phải có một cái đội hình mạnh để nó trụ. Nó trụ đến khi nào mà ra được con Viga 3 anh em ơi. Nếu mà không trụ được á thì toàn mình đã phí hai nước mắt rồi. Nhưng mà đây là đều có mục đích cả, nếu mà không có dùng hắn nước mắt này thì hơi khó đỡ thắng á. Ông này King Red, Mayaha, Yera và rất cái kiểu lửa, chịu hồi sư cái kiểu mạnh á. Cái này mạnh quá, cái này mạnh quá anh em. Có lần nào, ui, vừa mới thay tim một cái thua kìa. Không biết do mình yếu hay là do ông này mạnh nữa. What the fuck. Buồn thế nhờ. Con Mayaha nó lừa mình anh em à. Nó cho mình hai con ngay lúc đầu game mà giờ nó không ra thêm một con nào nữa luôn à. Quải đái thật. Mình nên bỏ vô không ta, lấy rừng hay là lấy, thôi nâng cấp luôn đi cho nó chắc bách. Đó, giờ level 6 nè. Giờ mình không có nâng cấp nữa nha anh em ơi. Giờ mình chỉ là Ron Viga thôi, cho một con nè. Ok, và nếu như anh em thích cái series này hãy đừng quên để làm một like ủng hộ mình nha. Và nếu như anh em nào muốn mình làm con gì 3 sao nữa và ở ngay level mấy á thì hãy đừng quên bình luận ở phía dưới nha. Mình sẽ xem xét từ cái ý kiến của anh em để mình làm cho anh em ơi. Cái nào hợp lý thì mình làm ngay cho anh em luôn, ok chưa. Và nếu như anh em nào có ý tưởng gì hay và cả liên minh huyền thoại và cả đấu chân lý nữa, hãy đừng quên bình luận ở phía dưới nha. Mình sẽ cố gắng mình làm song song cả hai game để thỏa mãn anh em luôn, được chưa. Hãy giờ mình thua nặng nè. Ông này có Maya 2 sao rồi. Mình thì Maya mới có 1 sao thôi các bạn ơi. Thua rồi, cái này mà có thì vàng là mình khóc với nhà. Mình đang đứng thứ mấy đây? Mình đang đứng thứ, à đứng thứ 3, cái thì vàng cũng không lấy được. Ok, không có thì vàng, dùm lấy nước mắt thôi anh em ơi.
lấy nước mắt thôi anh em ơi. À, lấy bao ca là 4 tiền luôn nè. Ơ what the fuck, ơ sao mình ra sớm vậy? À cái ông uầy, 4 ông 73 máu luôn anh em ơi, có 3 ông bằng máu mình luôn, nên cái này gọi là cái sự hên xui đó, cái thằng nào được ra trước là thằng đó hơn anh em. Nhưng mà không có thì vàng thì cũng vậy thôi, mình ra trước mình lấy được con ma pha nhiều tiền, ngon 4 tiền đó. Giờ mình cần thêm 5 cái nước mắt nữa để ghép 3 cái quyền triệu nạn thiên sứ trên Vega, mà mình nghĩ cũng không cần thiết cho lắm. Tầm 2 cái nước mắt, 4 thôi, 4 nước mắt là được 2 cái quyền triệu nạn thiên sứ rồi, mình nghĩ là đủ rồi. Mà 4 cái, còn 1 ra đi chợ nữa. Cái này là phải tùy vào nhân phẩm thôi. Tại vì mình lỡ phí một cái nước mắt, 2 cái nước mắt chứ, cho con Magia rồi. Mà phí này cũng không có gọi là phí dữ lắm anh em, nhưng gọi là trụ đó. Cái đội hình mình đang khá là thiếu nhi, so với đội hình người ta thì toàn là 2 sao hết các kiểu rồi. Đội hình mình vẫn chỉ là 1 sao thôi, nhưng mà mình nghĩ là sao mà thắng được ông này đây. Ông này toàn 2 sao mà còn mãnh thú nữa. Mãnh thú là khắc chế cây mà anh em, sao mà đánh lại đây. Con Mayhem này nó mới 1 sao à, thả bò. Vừa yếu mà mày còn vừa ít nữa. Dồn đồ cho nó mà nó gánh tay gì để chết mình. Maya ơi, cố lên em ơi, cố lên em, đánh chết con kia đi, xin ra. Ui hơi bị thốn rồi, hơi bị thốn rồi, mình đang đợi tiền lãi nha em ơi, cái tiền lãi thì mình mới roll được. Xin ra này, con vô đích này, ok. Giờ nếu mà ra con Andy sớm á là mình thay tem luôn, mình bán hệ rừng với hệ tự nhiên đi, mình bỏ con Yorick với con Andy vào là có hệ triệu hồi, với bỏ con Nautilus vào lại cho mình thêm một chút tăng hợp lý á. Mà Andy ra level 6 cũng hơi khó, chỉ có 8% thôi sao á, mình nhớ là vậy, là 5% gì á. Ui hôm nay CV đồ chất nè, Yasuo nữa, Enemy 2 con rồi, cái này cát sa mạc với triệu hồi sư rồi, kiếm khách nữa. Wow, what the fuck. Má Yasuo đó anti phát bây giờ mình chết luôn em, cái đầu xanh không bị đau á. Thu nặng rồi, thu nặng rồi, chết mẹ rồi. Ok không sao, may mà đầu game anh em mình có một cái khởi đầu khá là ngon stream đó, khá là ngon stream đó anh em, nên lúc sau mình thua nhiều cũng còn bằng máu với người ta. Ok mình roll một tí thôi. Vậy nha, ok nice. Ui một phát lên hết 2 sao luôn, what the. Bán thôi, bán liều bệnh lăng luôn rồi. Mình nếu mà không có điều gì xảy ra thì mình mà không bỏ liều bệnh lăng vào được đâu. Bán thôi, what the fuck, roll một phát lên hết 2 sao luôn nè. Giờ là đỡ rồi đó, giờ là không có bị thua nhiều ở đâu anh em. Tại nãy Vla, Syndra, Mayaha, Nerko mình mới có 1 sao à, nên nó mới yếu gì á, chứ giờ 2 sao thì khác lắm anh em. Cung gỗ à, what the, không rớt đồ luôn, rớt đúng với cung gỗ, đùa. Ba con Varus à, đâu có cần man. Via, nice. Annie, ok, hai con Nico luôn, what the fuck. Được Ivan nữa nè, nhiều rừng ha. Viga thay vào con nào ta, mình lấy cái bóng tối cái ghép ma vũ luôn đi. Ok dồn đồ cho bạn Maya, bạn cánh tem liền cái đùa anh em, lấy cái bóng tối cho bạn luôn nha. Cái búp nước này thì 15 năng lượng, còn con này 125 năng lượng, cũng không có cần thiết cho lắm anh em ơi, tại vì nó có một ngọn giáo Sojin đó, cũng không cần thiết cho lắm. Lấy cái bóng tối cho nó cào cho nó mạnh hơn. Cố gắng lên nha, đừng có thua nữa nha, đừng có thua nữa nha. Đó, mạnh ngay anh em. Không biết do mình mạnh hay là do ông này yếu nữa anh em à. Ông này đang đứng cứu bảng. Nghi quá. Viga, ngon, vô rít luôn. Wow. Hợp lý, vô rít 2 luôn, what. What the. Em đi luôn nè. Ui, mình nghĩ mình thay tem thôi anh em ơi, thay thôi này cái này rồi cái này đi cho có một chút tăng
hợp lý luôn anh em. Ok đó, 3 triệu hồi, 3 pháp sư với 3 với 2 bóng tối, ngọt. Ông này đang là Nhật Bản à, xin thử thắng thắng ông nha. Ui, Broom bay sao? Hai giúp gai một cái nỗi xiết. Cái đồ gì đây? Ai mà chơi lại với ông này ông nội? Thôi thằng này mình thua chắc nha anh em ơi, mình thua chắc luôn, thắng không nổi, thề. Con mai da của mình nó tự đánh nó tự chết luôn là nó biết vì sao rồi đó. Yaraba còn Broom bay mày đồ cái gì đây? Hai giúp gai. Mai da của mình tự đánh tự chết luôn nó mới phải chứ. Nautilus. Nautilus. Ồ. Ok, nice. Có nước luôn. Ngon anh em ơi. Rồi một phát có Nautilus 2 luôn. Hợp lý quá anh em ơi. Ok, mình đang có một cái khởi đầu rất là thuận lợi nhưng mà về lay thì nó hơi to một chút. Mình chỉ còn 35 máu ở ngay ra thứ 4 rồi anh em ơi. Mình thua phải gọi là liên tục đó. Thắng mấy nãy giờ mới được có 1 trận à. Ông này mở ra đồ chắc thế nhờ. Any 2 rồi. Wow. Cố gắng lên nha anh em. Hay quá. Rồi mạnh rồi, mạnh rồi, mình mạnh rồi. Cái này là do mình mạnh nha anh em ơi. Chơ dòng top 1 nãy mà mày có con Broom. Nó gọi là Broom thế giới rồi. Chơi không nổi. Với lại trận này nhiều nên chơi pháp sư quá nè. Roll mãi con Torek không ra để lấy 4 nước. Mà 4 nước làm đế vô bỏ vô được hả? Xin là ra đi. Không có thì vàng. Cái thì vàng nãy mình có là mình lượm từ lúc đầu game anh em ơi. Từ đầu game luôn đó. Nó mới có đó. Chứ nãy giờ đi chợ là nãy giờ vẫn chưa thấy có một cái thì vàng nào nha. Game này hơi lỗi đó nha. Nhưng mà nếu mà có thì mình không có lấy được nha nè. Mình chỉ lấy nước mắt cho Viga thôi. Vì là Viga có một cái quyền triệu đại thiên sứ rồi các bạn. Hợp lý rồi. Mà nó vẫn chưa lên được 3 sao. Một chặng đường còn khá là dài nữa. Nếu mà tí nữa mình gần chết á thì mình sẽ dùng hết tiền mình roll luôn nha. Chứ giờ mình vẫn còn khá là nhiều máu á nè. Từ từ roll cũng được. Viga. Liberlang ra nhiều thế. Viga, ok. The Red nè. Nhưng mà mua rồi sao bỏ vô đây. Mua rồi sao bỏ lại 4 nước đây các bạn. Ok. Không cần thiết cho lắm. Chơi là phải chơi tới bến mà. Ông kia Brown 2 rồi. What? Cái đội hình gì đây? Gặp luôn nè. Mãnh thú với lại pháp sư nước đó. Cái đội hình hơi bị quái anh em ơi. Lần đầu tiên mình gặp luôn á. Thật sự không biết có mạnh hay không đây. Mạnh hay không thì chưa biết nha. Giỡn nè. Đội hình Sida nè. Nó dành của Brown với mình anh em. Trận này anh em chơi pháp sư mắc nhiều luôn. Nhưng mà thường á anh em chơi pháp sư á là anh em sẽ không chơi Viga. Mình kể luôn, rất là ít anh em chơi pháp sư mà anh em chơi Viga. Tại vì Viga nó không có nằm trong cái bộ nước với lại hộp ở đây mà. Nên rất là ít anh em chơi Viga mà chơi pháp sư nha. Kindred nè. Mình không có cần. Kindred mua được cũng không bỏ vô được anh em ơi. Bán thôi. Red nó hoài vậy. Cinderella này. Bán Talia đi. Ok. Nice. Còn hai con Viga thôi anh em ơi. Mình có một cái Nico rồi. Và mình đang còn 35 máu. Có đội hình không mạnh cho lắm. Nhưng mà mình nghĩ mình đủ trụ rồi. Cố lên anh em. Anh em đã biết Mayaha gánh tay mình như nào chưa? Mình dùng đồ cho Mayaha cũng đâu phải là dạng vừa đâu anh em. Phải có cái chủ đích chưa? Nếu mà ngay từ đầu game á, mình không có dùng đồ cho Viga, lộn mình không có dùng đồ cho con Mayaha này á, là mình thua từ lâu rồi, thua từ lâu luôn rồi á. Mình phải hy sinh, phải gọi là hai cái nước mắt để có thể trụ được đến bây giờ. Nếu mà không có hai cái nước mắt đầu game ra mình cũng chắc mình đi sớm rồi cả anh em à.
Cái này là mong là rớt ra cái nước mắt nào thôi, thôi cũng được, rớt ra một cá thôi thôi cũng được. Mình đi làm cái kiếm BF, ghép vô cái quyền trượng lộn cái ngọn giới Sojin. Nếu mà rớt ra hai cái nước mắt thì thôi, chứ phải nói là nhân phẩm mày phải đái lắm á. Nếu mà rớt ra thì vàng của nước mắt nữa thôi chứ nha, quái là hơn luôn á. Rồi thử rớt ra cái gì đây, nước mắt này sơ em có khổ à, nước mắt luôn. Wow, hơn thế, trận này hơi bị hơn luôn á. Và la nè, ok. Wow, có rốt phát mà mày hai nước mắt luôn. Và la mình nghĩ cũng không lên ba nổi đâu. Mày già à, mày già mua chơi thôi. Giờ chủ yếu là kiếm Viga ra anh em ơi, mình dồn hết tiền cho ông Viga mà. Bà ra này chắc chắn là phải mua rồi. Cái nỏ xét à, đang có cái nỏ xét nè. Mà giờ thì không có còn đồ lẫy nữa, chắc mình chứ là mình ghép luôn. Ủa Viga quăng kìa, phê thật. Ông này giết 2 sao rồi, nhưng mà cũng chỉ là vậy thôi bạn ơi. Giết 2 sao đánh thấm đó. Nhưng mà xử lý xe mấy con để giống mấy con bọ đây. Xử lý hộ các bạn ơi. Ồ, để của Yorick với Annie với mày da nó kẹp kìa thì thôi chứ. Còn con gấu mà em ơi, gấu mà mày siêu to khổng lồ mà, sao mà thắng nổi. Xin cái tuổi luôn, chết chưa. Trời, một máu. Hên thiệt. Viga đâu ta? What the fuck? Con Maya này rồi mày ra hơi nhiều nha mày. Viga nè, bán Maya rồi, mua chu vui rồi anh em ơi. Không ra thiệt luôn. Một con nữa anh em ơi, một con nữa, one more. Mình biết là một con nữa thì rất là khó nha. Tại vì những cái trường hợp như này mình bị rất là nhiều rồi. Ôm Viga đánh chết luôn. Lại gặp ông top 1 nè, xem thử thắng hay không. Cố lên. Đừng có thua nữa nha, thua nữa nè. Mất máu là hơi nhiều đó. Rồi khác rồi, tình hình đã khác rồi. Xạo nè. Cái con bọ cắn đâu thiệt chứ, toàn bọ không. Bọ với đệ của Yorick không à. Thắng một cách thì mày vô liêm sỉ. Xin ra. Andy 2 ngon, rồi hợp lý rồi đó. Cứ từ từ mà roll nha anh em ơi. Chừng nào mà mình gần thua á thì mình mới roll hết tiền, chứ giờ chủ thắng mà là gì cần phải vội. Cái này cho Andy luôn đi. Cái nỏ stack nè, tại vì giờ không có được còn đồ nhỏ nữa anh em ơi. Nếu mà ra đi chợ này nè, mà nó có cái quyền trường đại thiên sứ á, là Viga của mình nó là không biết đánh thường luôn nha. Không biết đánh thường luôn, là chỉ có quăng rờ thôi. Nó mà có ba cái quyền trường nha anh em ơi. Cố lên. Ông Yusu này mạnh thiệt chứ. Máy nó lỗi thiệt. Nó ghép đồ kìa. Chất đó. Ok, mất chủ thắng rồi. Yusu này gánh tem thiệt á. Với lại CV nè, đồ sách giáo kho nè. Máy này CV đúng đồ thế giới luôn á. Có một slot kìa. Với lại một cái găng đạo tặc, với lại rất là nhiều món khác hợp lý. Một slot thì mình không có lượm được rồi. Mất cái găng luôn rồi anh em ơi. Giờ chỉ còn cái vút 7 là ngon nữa rồi. 7 thôi. Mình tính là mới găng đạo chích cho con nào ấy chứ. Yorick cũng được nè. Nhưng mà ông kia lầm rồi. Vút 7 ghép cho Viga chứ cái gì nữa. Ron rồi, mình bắt đầu thua rồi đấy. Mà Ron rồi còn 21 máu rồi, sợ mình thua một phát là thua luôn á. Nên mình phải Ron rồi. Brand 2 và là Viga. Rồi có Viga 3 nha, nhưng mà mình muốn roll một tí nữa để kiếm con Viga mà không cần dùng Neko luôn. Có được hay không? Hên xui. Ui, Vla ra hơi nhiều đó bạn.
Vlad nữa nè, what the fuck. Vlad ra có hơi nhiều nha. Ơ à, nãy giờ mình mua nha anh em ơi, là Vlad chắc chắn là lên 3 luôn á, chắc chắn luôn. Vãi thật, cống hiến mà mày hơi bị nhiều đó. Ok, mình sẽ khó lại, tuần sau mình dùng Neko cho con Viga luôn, xong rồi mình mua con Vlad, chứ để nó buộc tay uổng lắm. Rồi, Viga 3 level 6 rồi, chứ gì nữa. Chứ gì nữa anh em. Lên luôn đây em ơi. Nice. Viga 3 sao chính thức ở ngay level 6 nha. Nó phải gọi là perfect luôn. Cinderella sắp 3 luôn nè. Con Maya này nãy giờ mình mua là nó chắc cũng sắp lên 3 luôn á. Ok, giờ mình nâng cấp thôi. À, tuần sau tự lên cấp nè, bỏ con Brand vào. À, được, rồi xong. Giờ chú mày, ý mày muốn như nào đây? Brand bỏ vào luôn. Úi xời, bay màu đấy các bạn, bay màu thằng trưởng nè. Brand với chúng tôi, Brand với chúng tôi, Cinderella với chúng tôi. Bạn mời. Đùa. Giờ mình đang có là 4 pháp sư. Nếu mà mình bán Maya, mình bỏ Cinderella vào là mình sẽ có 5 pháp sư. Mới có 5 thôi em ơi. Tại vì Cinderella thay con Maya là mình sẽ có 4 đúng không? Xong rồi mình lấy cái mũ phù thủy á, mình ghét cho một con Annie nữa làm mới có 5 thôi. Nên mình cần up lên 8, nên mình lấy 6 pháp sư cho con Viga. Ok. Giờ nhiệm vụ của mình là tích tiền nha. Tích tiền up lên 8 mới đã. Để kiếm 6 pháp sư. Bây giờ nếu mà thay các kiểu con đại điểu thì mất cái 1 là cái triệu hồi. Để lấy 6 pháp sư, mình không muốn vậy. Thay cái lỡ thua luôn sao. Cái này thì cho Brand thôi chứ gì nữa. Brand hoặc là Emily cũng được. Giờ cái này thay vào thay vô thì nó mất búp cái kiểu, mất cái bóng tối nó. Brand đi. Ok ok giờ tích tiền up 8 nha. Tích tiền up 8 thôi là ok luôn á. Giờ mày win game rồi chứ gì nữa anh em. Sợ là cái ông nào mà bắt được Viga rồi. Mà Viga 3 sao đồ thế giới như này thì ai bắt được đây. Ông này nãy bắn tôi hơi bị nhiều nha. May mà ông này CV không có câm lặng anh em ơi. Hên quá. Bay màu CV luôn. Đùa. Giê-xu CV với chúng tôi. Chúng tôi. Giỡn mày. Viga của chúng tôi là không biết đánh thường nha. Quăng R thôi. Cái này mà mình có 3 cái quyền trưởng nha anh em ơi. Là thật sự là nó không biết đánh thường cái là cái gì luôn á. Tại vì nó có 60 mana à. Mà một cái quyền trưởng là hồi lại 20 mana. Quăng một phát là quăng tiếp mà cái 6 pháp sư nữa thì thôi chứ. Chưa tưởng tượng đến cái cảnh đó luôn anh em. Ghê vậy liền. Cần thêm 1 đến 2 tool nữa là up cấp được. Hợp lý. Cái 6 pháp sư một cái thôi anh em ơi, là thật sự luôn là các bạn kia lên đầu hàng là vừa đây. Ông này được có con Yara 3, con Brom 3 thôi, sao mà chịu nổi nhiệt đây, Viga. Úi xời, Viga quăng 2 phát, 1 phát vô mà mày, Yara 3 chết luôn. Vãi đái thật. Khủng bố thiệt chứ. 3 sao đó, cái quăng nó khác gì 2 sao đây em ơi. 2 sao thì 1 cái, còn 3 sao thì quăng 2 cái, cái gì đâu mà căng. Vãi thật. Đúng kinh khủng luôn, up cấp 40, up đủ chưa ta. Chích con mẹ rồi, tính hơi bị thiếu rồi anh em ơi, tính hơi ngu rồi các bạn. Sorry nên nha, tính toán nó hơi ngu một tí. Tại đang hưng phấn quá mà, mày Viga nó quăng lứng thật chứ không có đùa đâu anh em ơi. Quăng là mình nghiện luôn á, thế phê được chứ. 3 sao đồ, 2 sao đồ, các kiểu đại điểu, chấp hết. À. Như lào đây. Viga, tỏ sáng em ơi, một quăng, hai quăng, hai đứa đi luôn nè, đi tiếp nè. Trời ơi, quăng con bờ rơm nó có hơi mệt anh em à. Trời ơi, kinh thật.
này thì bờ rồng hai giáp gao với chúng tôi này. Mình đi sát thương khá là ít anh em à. Wow, có phù thủy luôn kìa. Oh my god. Nice đó. Ơ, vậy là mình khỏi cần bỏ con Maya ra luôn anh em. Mình tính nâng cấp lên 8 á, rồi mình bỏ con Maya ra, mà ai ngờ có phù thủy luôn, vậy là khỏi cần bỏ luôn rồi. Nice đó. Bán cái này lắp cho Annie. Còn mà nâng cấp, bỏ sinh ra vào. Úi xôi, nó lại gọi là mày khích luôn, khích lình lịch luôn á em ơi, khích lình lịch luôn á. Khích vãi cái đái luôn, không thể nào mà khích hơn được nữa rồi. Giờ chỉ Ron sinh ra 3 với lại vừa là 3 thôi là mày như trong mơ luôn á. 6 phép xương 3 triệu hồi, 3 nước 2 bóng tối, cái này là có 4 nước thì thôi chứ. Úi xôi ơi. Đi ra. Một quăng, hai quăng, hai em đi rồi. Tiếp tục. Tiếp tục đây. Mạnh vãi lìn luôn. Tên của mình kìa anh em ơi. Wow. Trời ơi. Đúng là mà mày vừa lấy sức mạnh, vừa lấy số lượng đè tên bạn luôn á. Sinara 3 nữa. Vãi lìn. Giờ kiếm con Vlad thôi. Con Maya nãy giờ nó ra hơi nhiều anh em ơi. Mình mua là chắc chắn lên 3 sao luôn á, chắc chắn luôn. Nhưng mà lúc đầu game thì mình lại muốn để dành tiền cho Viga, mình không có mua nhiều. Giờ đợi end game thôi chứ cái gì nữa đâu. Giờ xem Viga nó quăng phê như nào thôi chứ cái gì nữa đâu anh em ơi. Sắp xếp đội hình các kiểu à. Sắp như nào đây? Sắp như nào với Viga của chúng tôi? Hai gấu đánh chết luôn á, đánh thấy mệt luôn á anh em. Rồi. GG rồi, win chưa? Cái này là mình nghĩ là win luôn á anh em ơi, còn khá là nhiều người á. Win luôn, ok và GG tất cả anh em nha và tạm biệt tất cả anh em, hẹn gặp lại anh em vào video lần sau nha. Hãy chắc rằng nhớ like và share ủng hộ mình nhé. Bye bye.